Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, liên khu dân cư Nại Hiên 1, Nại Hiên 1A, Nại Hiên 1B, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tổ chức ngày hội đại đoàn kết, thu hút sự tham gia của đông đảo bà con nhân dân. Năm nay, ngày hội đại đoàn kết được tổ chức các trò chơi như đi xe đạp chậm, đổ nước vào chai, v.v. đã mang đến không khí rộn ràng, náo nhiệt cho bà con khu dân cư. Thời gian qua, chi bộ, ban công tác mặt trận trên địa bàn phường Nại Hiên Đông đã tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Có ngày đại đoàn kết này thì gắn kết thêm cái tình làng, nghĩa xóm. Khi có ốm đau, hoạn nạn, tan gia thì bà con rất là giúp đỡ lẫn nhau, tương thân, tương ái, tương trợ. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhắc bà con nhân dân trong khu vực cũng như là toàn phường Nại Đông rất hồ hởi phấn khởi, tập trung tham gia, cổ động, tham gia các phong trào để hưởng ứng cái phong trào này. Thu hút sự tham gia đông đảo bà con khu dân cư, ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư Nại Hiên 1, Nại Hiên 1A, Nại Hiên 1B, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã góp phần thắt chặt tình cảm mọi người và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bà con khu dân cư.